Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Sáng Tốt Bụng. Mình ăn thịt bò từ bé đến giờ nhưng mà chưa bao giờ được xem mà mổ con bò trực tiếp như thế nào. Thì hôm nay là Tết, nhân dịp Tết thì có đi chợ đêm xem mổ bò trực tiếp nhá. Vì sao mọi người thích ăn mổ bò trực tiếp? Vì mọi người biết nguồn gốc con bò này nó ăn cỏ này. Mọi người thích những con bò mà được nuôi cám, nó giống như kiểu là gà công nghiệp đấy. Thì bây giờ các bạn cùng xem mổ bò như thế nào nhá. Ai thích học mổ bò vào đây. Có mấy ngày nay gầy rồi, không có nạc đâu. Ai chà chà. Thế cái làm sao không? Này bọn mán nó mổ ra là nó ăn luôn kìa. Làm sao không? Kìa luôn. Làm sao đâu. Dạ. Ông cứ thoải mái đi, nước đấy trẻ đấy, ông uống nào uống cháu chẳng sao. Tự túc. Vàng nhìn. Anh gấu đậy ra. Sở hữu kênh Hoàng Nam Official. Tí nữa gấu đậy ra xí bốn cái ấy kia. Một cái chân. Bốn cái ở chỗ giữa kìa. Bốn vũ. Cái về treo bàn học hay hết đấy gấu ạ. Nó nằm bàn phím được. Làm cái lớp chuột. Lâu vừa thế mai có hết mất mẹ cái màu vàng đi. Toàn lừa nhau 12 giờ. Cao thủ chú Mai. À sang ngày 12 giờ sang ngày ngồi mâm làm bữa nữa. Vàng. Ngưa một mượn để đợi đến lúc nào mà rạch ra thì quay tiếp. Này là nhanh thôi, tí nữa mình chắc thịt luôn rồi. Đây cọ nốt bên này. Luôn. Đây. Ăn đi nào. Đấy, cứ tẹt đi. Đây tiết bò. Mắn nếm tiết bò. Gấu soi cho cái đèn vào cái. Miếng nào bốc hơi kìa. Làm gì có bốc hơi giờ này, nếu người ta bỏ ra tiếng nước ngô. Không, miếng này vẫn bốc hơi này, miếng này này. Đấy, cho em một mảnh. Đấy, cái mảnh bốc hơi ấy. Đây là tiết bò. Ôi giời. Ôi. Và ông đông mà để em nửa nước lã vào thì ông chảy cho vẫn cứ đạt. Đấy, nửa chấm đi. Không nước lã mà. Nhiều nữa mà. Nhiều rồi. Ôi giời. Ôi xin mời. Ngon mà. Hết chát. Đây tiết canh như thế nào? Thoải mái rồi, không chát thế nào. Đây phải tiết canh không chị? Tiết canh đây mà. Ồ, anh ngon lắm, ngon hết. Tí nữa xin ít tiết canh phải không ạ? Ừ. Ăn bò ngon lắm. Như kiểu ngon lắm. Làm để ăn thì không ngon. Không nhận. Ăn như kiểu ăn tiết bò ạ. Đúng rồi. Ôi chú bảo. Làm miếng không ạ? Đố lên lên nào. Chấm hay quên đấy, ngon phết em. Không phải chuyện đùa đâu. Ăn đi tí nữa ta phải mời cỗ. Để cái tiếng này, cái miếng bốc hơi này. Đấy, đi chợ vùng cao này rất là vui. Tôi dặn phải cho nhiều nước lã vào. Thành ra trống như nơi rồi. Được. Gấu, có miếng nào nữa không? Em ăn thì em chỉ ăn được một hai miếng rồi. Đấy. Đấy. Bình nhiều tiết canh cũng mà đánh mà loạn. Không, cái này độc đấy anh Kiên ạ. Trời ơi, anh lúc ăn cơm vẫn còn nhỉnh dạ thì giờ lại. Thôi thôi kìa. Đấy cũng do bây giờ thêm nước cái bò no. Không thích ăn luôn. Ok luôn. À. Ôi. Nước cất về tí khỏi nồng độ chết. À nước trắng á, ôi giời ơi, ông có uống nước trắng không? Ôi, ông còn phải lái xe. Ông tí ông còn phải mở, ông còn đơ xe đi, ông phải mở cửa xe đi. Ông lái ô tô. Ủa, no lắm rồi. Ăn nó một miếng mà nhanh no đấy nhở. Em ăn một nửa miếng rồi. Uống cái loài à, tí hôm mai không ở nướng nào dặn, nướng này của tôi. Có ở lần bò, có cái này cũng của tôi. Công nhận là ăn cái tiết bò này nhanh no thật. Thôi, này là nỗi cái phải cố thôi. Ờ, tí quay tiếp, tí quay tiếp. Ngon lắm. Rồi. Đến giai đoạn mổ rồi. Nãy dùng cọ là cọ hết ra. Đây, không như ai chú. Lăn ra đây, gấp ra đi chú. Gấp. Đấy, con bò phải trông xa như con chó con này nhé. Không có gì để gớm. Đấy, ông nấu kéo. Vàng ươm nhỉ, thui nhỉ.
không còn cắt bên này nữa. Đừng cắt. Ấy, mày chưa nào. Đừng cầm một khớp, không chịu đâu. Có phải nhiều mắt không? Cái này vẫn mẹ lấm ghê này. Cọ là dùng hẳn cái cọ nồi cọ đấy nhỉ? Vì gì cháy cháy thôi. Trượt là đấy nha. Con tay luôn. Cọ nốt ra đấy cho nó sạch nốt. Đúng rồi. Đây có hai cái tai này. Ờ, ta vừa xem tai ấy rồi. Cái bò này có hai cái tai nộm. Cái bò này không có tai nhỉ? Có à? Bò này chân còn chả có nữa là tai. À đúng rồi, bò mất chân rồi. Đấy. Kỹ thuật. Đầu tiên là... Cắt cổ. Cắt gân. Cắt gân. Đấy. Con bò vui. Chín mắt, chín mũi, cắt gân xong bắt đầu là rạch bụng, chuẩn bị bình, pum 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 pum, bóng đá hay dạ dày, hơi ở trong người thôi, hơi thui nó, ấy. Nó càng mổ ra là nổ vỡ mặt đấy, mày tránh nha, thối quá, thơm lắm, đội này còn phải nhẹ. Cái này làm sao ăn được vậy? Nó đo được. Tại vì nó đứng chỗ đây. Mày hít thế này tí về no rồi. Đấy. Chắc chắn nó bớt được một suất rồi. Thưởng thức. Gấu dính nhỉ? Gấu gì? Gấu. Gấu. Gấu là hèn. Đã thế là còn hít thật được. Anh Kiên mặt cũng đỏ phết rồi này, phải đùa đó. Không, cố bình tĩnh như người lớn ấy. Ôi, cũng quẹ rồi đấy, giả vờ tí thôi. Đây, gấu béo rồi. Đấy, sau khi xì hơi, bắt đầu lấy đùi ra luôn. Đánh thớ luôn. Mình xem lại no rồi mà, không cần phải ăn nhiều. Ông Đông uống mổ nhiều, ông có ăn thịt bò bao giờ. Mời ông này ăn khó lắm. Khó lắm. Nguyên người ơi, vừa nãy anh chán thiệt thế. Bọn các bạn sang mổ nhà mổ bò mà chả ấy, ăn bằng ăn thịt bò vào đấy mà anh Nguyên mổ ra vậy vừa thế này gây bằng chết chứ còn được ăn cái gì. Đến mổ con chó xong không vừa ăn thịt chó nữa, như này con mổ cả con bò. Nghiêng nữa lên, nghiêng mạnh nữa mới cắt. Người cháu cắt khuôn đi rồi. Đem cái tiền mua bò đâu vào đây. Tí nữa con làm người không chấm có cái dinh gì cả. Chả mua bò. Hết mẹ tiền rồi đâu mua bò. Đấy. Ông nào ăn dày thì đem cả đùi về. Như đùi gà ra nhỉ. Đem lên cắt khuôn đi rồi. Đấy, cắt gân. Tháo khớp như đùi gà đấy. Có điều phải cắt chuẩn chứ không. Thằng giữ, thằng cầm lại tao lúc đó tao hết. Nặng, kéo lôi được. Yến luôn, nặng lắm. Nặng, không lôi được. Nhưng mà năm ngoái làm 9 con đầu tiên, 1-2 con đầu thì có người xem, xong chán chạy một đến xem. Năm nay mổ có 2 con này. Con này là con kết thúc nhỉ? Năm nay lợn nó đắt thì anh phải chuẩn bị mổ nhiều ấy. Không có gì thay đổi, tháng 9 là còn có đứa nữa đấy kìa. Mới có mổ nữa kìa. Kéo lại ngã ngay. Một ủy. Trối trơn như kìa. Nào hôm nay có vẻ nặng nhọc thế nhỉ. Quá nặng. Kéo thế này anh Long. Đại đùi nữa. Nóng mắt cả mặt. Anh Hà hát trơn này. Bên này nước nhiều nhỉ? Chảy cứ to to. Cái lòng nước là nước lần đến nước bơm ấy. Nghiêm mà em. Lần. Khi mà em kìa. Nghiêm anh. Đấy. Em tưởng anh mổ bò với anh đến xem nè. Bác tuổi gì mà mổ.
chú Mai kia từ tối giờ nó chửi không biết bao câu rồi kìa, em tưởng đấy. Chú Mai thì giữ mấy đuôi có làm gì. Sáng từ nãy giờ thấy rửa mấy nắm đuôi. Nắm được mỗi trễ vào đấy thôi. Ba nó có chửi cậu đâu, ông đâu cứ tranh cho phần đằng sau đấy. Để cháu phần đằng sau. Đấy, yeah, Vinamilk đấy. Chú Phèo thích cái nầm này lắm. Lợn nái cũng đòi nướng. Ừ. Bò chắc nướng ngon đấy. Thì chú bê luôn đi. Không có chế nào mà gọi chí cho nó chế cho mà ăn. Cái này ở trong vàng oạch đúng không? Lấy cái gì mà vàng? Có mà, con này vẫn còn đầu dầu. Dốc như tổ ong. Không có lấy chữa đấy, vẫn chữa đấy. Thái ra hẳn luộc luôn. Con ông nọ chú đã móc hàng chú bán đi rồi chứ là còn được con chữa. Bằng con nhà em còn, con đấy vẫn còn. Tôi thấy làm nó là xây hiệu mút đâu không phải à? Chắc chú bị lừa rồi. Nhầm mút là con nào? Nhầm con nào đâu? Thôi cũng chạy rồi, để nhớ con nào. Cái nó cắm cho hộp gì, cái vòi hút sữa vào hút đấy lại bảo nhầm lại vào. Chương trình này chắc ông Đông với ông Mai chúng tối nay về chắc lại làm hai con trâu ở bên nhà đấy rồi. Có trâu không? Cái bụng nó vẫn căng như trống nhỉ. Cò nó đầy hơi trong. Đấy bụng nấm. Ơ Hòa Thúy đang mổ đấy, ông Đông. Chiều Đông thì không trang lý. Bên là đội nào ông Đông? Ông mổ đấy ạ? Ừ, lâu rồi. Chứ ông thành phần ở đấy nữa chứ. Chắc là mổ răm lượt là học. Trừ đi 100 nghìn nha Thím Thủy nhá. Long này lên nó làm hai miếng thịt mất mẹ 4 lạng rồi. Đấy là tôi tính giá thịt tươi. Tôi tính giá thịt tươi 25 thôi nhá. Còn tôi tự tính giá thịt khô là 80 đâu đấy. Còn nó tính 10, tôi chỉ có tính nó 80 là mẹ. Mèo âm mẹ nó mất 200 mấy ấy. Nhưng mạnh à. 2 lạng à. Con bò này chiều nay nó bị trứng hơi. Đóng đông ở con trâu về nhà lấy. Làm gì có trâu gà thì khó mua. Từ hôm sau đi phân. Đấy. Bây giờ chẳng có trâu gà. Hai đùi. Nói thật ít. Hai đùi nhỏ lên. Con chị Yếm bò tối này ăn ngon. Thử rồi. Nhưng mà kiêng. Nhưng đấy. Tai bò trông như tai lợn. Chặt chờ làm cái gì nhỉ? Hai quả oạch. Nếu đi siêu âm người ta gọi là đến giáp, như cái đéo. Nó sờ vào cái đấy xong nó bảo chú bảo ôi giờ sờ thấy cái này là phải mẹ về. Còn anh không là còn lại là vất vả làm gì. Giờ cái ra sờ thì cái đấy là thấy ra tiền nha anh ạ. Ông Đông ra sờ thấy thì lấy hai chân sau xong là là đến cổ. Nhà bao việc. Thế em nghỉ hôm nào em? Em nghỉ hôm 23 rồi. 23 rồi cả? Chiều 23 được về. Ô, các thầy nghỉ sớm thế này thì trên nên nó dậy thế rồi. 23 còn trả cái thằng học sinh mẹ rồi. Chưa đến 13 nó đã đầu nó nghỉ đi lấy lấy rong rồi. Gọi ăn Tết rồi ấy. Còn dậy ai? Giờ này thì thầy cũng thế. Thầy tranh thủ đi kiếm lá dong với lại giang không lạt thì thầy đã về chứ. Tết này anh Chiến về không em? Thầy là phải chắc phải tầm mùng mấy về. Nó về rồi. Cử học sinh đi ấy rồi. Về trước em ngày. À. Đấy, cái này mới ngon này, xuất vang. Chả có gì lúc luôn này. Đấy. Xong rồi là sau đấy rồi mới đổ ra nếu cái nào phân loại cái nào đi phân tiền đấy qua thế à thế qua thế qua tải thế xin lê vào vào cái cho lẳng cho hắn một cái thằng cái bảo đến ôm là ngồi ôm cứ tải
Đang mổ ấy. Dạ, mổ chứ cả. Vâng. Hả? Nếu bảo nó mua vào ông Đông à? Vào ông Đông. Ông có đâu. Bam. Bài đâu bên riêng mà. Ông Đông là giám đốc. Mổ, dám mua rồi. Ông Đông là giám đốc chi nhánh. Mẹ nó giờ nó thầy, mẹ nó làm ác hơn mình nhiều. Mình thầy nó thật nhưng mà nó làm ác hơn giờ. Đông là giám đốc. Mình thua chúng nó rồi đấy. Dạ. Cái con này chúng nó. Đấy là tại ông ấy mổ sớm quá nên độ nó học trộm mất, nhẽ ra ông phải mổ tầm 1 giờ đêm. Không phải, đáng ra là như này, bảo nhờ ông mổ làm mày quay bạt xung quanh thì mình không làm trong thôi. Một thằng cầm cái đèn pin soi cho ông mổ thôi, đừng có bật điện. Mỗi thằng cầm đèn. Cứ mỗi năm ông dẫn người đi thế này thì... Ngày mai sang năm là ông mai ông đi ông mổ bây giờ. Mà làm cái nơi rồi đấy. Bằng đây người là nó nhiều đấy. Chả thế như năm ngoái năm kia đập cái bò đây chả chết hôm ấy cũng mẹ cháu hoảng mà cắn mà nổn máu. À đâu con đây đã đi gần đéo. Chạy chú đập. Con còn được mà chưa được đập. Con đập xong rồi cắn đi. Bò cắn mũ của thằng này. Đập mà được chỗ đấy. Thế là người bỏ chạy bò bỏ chạy. Tụt cái mũ đều dính bán trước rồi. Năm nào xem đổ xuống rồi xong rồi nào. Anh nhỉ? Hôm nào lên chân kia hả em? Chết từ đâu. Năm xem chân quân nó bắn. Thiêm, hôm nào lên chân kia? Em năm nay là mùng 9. 9 à? 9 âm. Chết từ đâu. Khe biết cùng nhau nhỉ? Anh lên chỗ này à? Anh đeo bảo lên chỗ ông Quỳnh lấy là quế mà. À dạ, lên chỗ Quỳnh ấy nhỉ? Ừ. Em tự tượng đi. Đúng. Quế năm nay đắt phết đấy. Ô đầu mùa nó hết 300 mấy. Dạ, nhưng mà có... đợt này đang 200 mấy, 250. Có dám vào bầu đâu. À, đây. Anh định ươm bao nhiêu? Chắc khoảng 30 vạn. Không lấy ươm quế, không lấy họ ươm được phết. Định vào bầu được trong năm nhưng mà thấy nó đắt quá chị. Vâng. Hôm em về là học sinh em nó nhặt nó bán lẻ đó, nó vẫn 250 lạng. À 250 cân. 2000. Bây giờ vào. Thế mà về trên bảo mấy ông học sinh giỏi nhặt cho thầy mấy cân. Không, lớp cháu là có 30 đứa, cháu bảo cứ đi. Mỗi đứa 1 cân. Sáng đi là mỗi đứa nửa cân ngay có gì đâu. Đấy. Thầy có một tải trở về thêm 2 ngày nữa đi. Mùng 9 bác lên. Chắc là anh mua là mua qua bọn nó gom rồi. Thế nó hết hơn 300 là phải. Đấy. Còn nó mua trực tiếp của dân thì nó có 200. Mua ở chỗ em là 204. Đấy, cứ đặt cọc trước đi. Anh thích ươm đi sang năm đặt hàng em trước đi. Đặt hàng đặt cọc trước đấy luôn. Chở tận nhà luôn, không phải lên tạo điều kiện cho học sinh nó có việc làm. Thầy giáo nghiên cứu đi, mùng 9 anh lên lấy. Mùng 5, mùng 6 điện cho bọn nó đi nhặt trước đi lên thầy mừng tuổi. Đơn giản. Hôm thằng học sinh em nó một ngày nó nhặt được 2 cân nhé. Kiểu nó vừa tròi nó vừa đập ấy. Đến vụ 9 này nó nhặt được nhiều. Nhanh lắm. Vâng, đến cái vụ tháng 12 âm này bắt đầu phải chín. Nghe nó ngồi chơi ngày 300 ấy này. Tao chưa tính tiền. Chai đất này, tiền là bẻ cong cây bạch đàn, tiền ăn lá bạch đàn, tiền cỏ các kiểu này. Cứ tính tao đắt vào. Tí nữa mà cứ đưa 1 triệu mà không lấy được 6 cân về thì chắc được. Xong rồi lại khi nào ta làm xong lại nên nhúc miếng này mỗi ngày lên. Ngày hôm nay là ăn mất 2 miếng là mất mẹ 400 rồi. Rau sau. Rồi tránh tay. Chuẩn bị đến công đoạn phang. Thế bác gì chặt gỗ ra đấy. Đoạn đấy dao không tải nổi. Thế là mình cưa điện nhỏ nhỏ. Đấy, mình cưa đi theo. Ừ, mà chị cũng làm gỡ thế nhỉ? Cứ cẩn thận vào đâu. Ê! Đói. Đừng làm cho chè đấy. Đang bong búa này, chị em. Nó mổ con cuối mà ông cứ chém thoải mái. Đó, con nó lệch. Ông ngày xưa chưa làm thợ mộc. Đằng nào mình mổ khoảng 7-8 năm nữa thì mình có mổ nhiều đâu mà. Thế ông chuyên dùng búa này phải qua nước đào tạo thợ mộc, thợ vạc, vạc chuẩn. Thank you.
nắm nước thật. Bây giờ mống xưa đông mống đâu vụn. Vòi này chắc gấp 3 lần cái vòi. Bây giờ là thôi thì ai mổ vào đấy, ai cắt miếng nào cắt vào đấy thì người ta đông vụn lắm rồi, tôi chẳng làm. Để cả con xẻo à? Vòi này gấp 3 lần vòi mình. Nước này chảy từ chân đồi về. Giếng. Có nguồn nước này thích này. Tiết là tiết nào, ngày mai tôi đánh thuế đấy chú ạ. Chảy qua món vườn à, chỗ món bưởi của tôi là mòn mất bao nhiêu dễ bưởi. Ảnh hưởng. Chảy hết đất. Đúng rồi. Giảm nửa năng suất bưởi rồi. Nó có hút được tí nước đâu đâu. Rồi đi. Đây đi. Ồ. Chả khi ăn uống nào mà mày bé quá nhỉ, bố mày to mà mày bé quá, đánh đu lên mà chẳng lập cái vòi trở lại. Hôm nay lòng nó bỏ mà không? Gần như bỏ á. Hai chín Tết, Tết thì... gì, hai lòng. Năm người đặt gần yến lòng, cứt nó còn không bỏ, cứt nó còn muốn ăn. Con bò này hôm nay em đéo con lòng. Hả? Con bò này hôm nay lấy đâu làm một tí cái đòi? Là gì có lòng chứ? Bò ăn thuốc trừ cỏ rồi có lòng. Xui ít hơn nữa chả đỏ. Em lấy cái mảnh ấy cái đi. Giải đây một cái. Đây gọi là cái bạt của anh á. Cái bên đầu cái răng trắng qua. Mua bạt không? Rửa đi. Cái này á. Nhìn bẩn lắm. Rửa qua không phải rửa chứ. Đang mới hỏi là đây là cái bạt của anh ấy á. Ấy là biết. Con bò một ngày ăn bao nhiêu cân cỏ một kia nhỉ? Ít nhất là 25 cân. Thôi anh tính 10 cân. Thì cỏ bây giờ giá bao nhiêu nhỉ em nhỉ? Tính khoảng 3.000 có được không? 2,5 kg. 2,5 kg cỏ. Nhưng mà đang tính giá tiền mà. Giá tiền đấy. Thế là 2.500 một cân vậy ạ? 2.500 một cân. Thích tận nơi. Cháu đang tính có 10.000, à có 1.000 một cân thôi. Một ngày là 10.000, một tháng là 300 à? Tí nữa bị tính lại cái tiền phát đồi cho lại quá tội. Ai phát đồi? Phát đồi Hạnh vừa làm một quyển đi ra 15 tuổi gì? Bò ăn đỡ phải phát đồi. Ôi, tôi còn không bắt đầy cái tiền chai đất nữa cơ. Ai hả? Tim bò, ai chiến không? Tính tiền chai đất này, rồi tiền kỵ cây này. Tiền cỏ với tiền đất thì chết dở. Ủa này là căng. Ủa thứ rẻ quá. Thế thôi chẳng phải mổ đâu, bác khiêng cả vậy. Thế khả năng là kéo ông Mai ạ. Không, kéo phải lấy cái xe bò. Không, nếu thế lại phải tính lại anh nhau, lại phải tính theo kiểu đầu người, mỗi ngày phát cỏ là 2,5 một ngày. Đấy, bây giờ là có hóa đơn mà, vừa xong vẫn còn đang cầm đây. 12 con tính giá. Hóa đơn 400 một ngày đây, vẫn còn đang cầm đây, chưa thanh toán. Rẻ hơn tí. Mỗi nhau mới rẻ hơn tí được. Thế để gọi bác Hạnh xuống nhá. Hóa đơn phát cỏ là 4 triệu, à 3 triệu rưỡi xong đấy. Thế bây giờ hai ông nào lấy thì một ông giả tôi. Thế vớ vẩn vụ này ăn da rồi. Có được nhiều lên được cắt quân đi. Có được nhiều không phải cắt, chú Long cho anh mượn 2 tờ. Có cái gì mà phải cắt. Có ông về không, có ông được ăn cả. Một là 2 đầu mà một là 2 đít mà hai là tổng ăn thì có cái gì đâu mà phải cắt quân là cãi nhau mệt người. Đây nhà nước nó in ra rồi, có cái gì đâu. Nhà nước mà làm. Giờ ai còn cắt quân nữa chứ. Không phải lắc lư. Nhà nước nó in ra bấy nhiêu con số rồi. Nếu không nhầm là 5 con số. Con ngõ sách đến 21 anh ạ. À 7 con ấy nhỉ, 7 con số. Cứ thế mà làm thôi, có cái gì. Một lúc rồi báo cáo vợ con. Con muốn bỏ ra kẹp thì chẳng còn tí nào cả. Nhưng mà đeo được. Đưa mà sạch túi nhưng mà đeo được.
con lúc thiệt là trẻ con. Cổ cổ ấy là 1,2 còn cái sách quyển vở là 2,1. Đấy là giá được bán đi vắt hẳn hoi. À ông Đông ơi. Long chiều nay nó bảo cháu là con bò không có cái chấn thủy. Thế con bò có không? Không. Mấy cái nó đi đâu nhỉ? Có. Lạ thật đấy. Để tôi đi tôi tìm nhá. Chiều nay cứ cãi nhau con bò không mua. Có mua lạc không? Thế là đi mua mật gấu là toàn mua mật bò. Nhiều khi cũng là mật bò 5 triệu một quả đấy. Đó ở nước đáy bò bò tốt thì quý như vàng mà. Khả năng lấy cái bình của bò nhà này cũng tốt đấy. À, người Ấn Độ nó mua nước đáy bò đấy. Làm thuốc làm thiết gì? Chào cần mua đâu mang can anh kia tí anh. Biếu biếu. Hôm lâu xem bài báo nó bảo là nước Ấn Độ là cái nhu cầu rất lớn. Tức là cái nguồn thu được là rất ít, nhu cầu lớn. Ấn Độ ba bước lại có chỗ thắp hương. Nó thờ bò mà. Nó lấy cái nước bò làm cái nước đáy bò làm cái gì? Nước phép nước thánh gì? Phân bò nó còn làm cái bánh bánh gì ấy? Cái này là cái gọn gàng nhất rồi đấy ông nhỉ, chẳng có gì đâu. Nói gì mà xong rồi. Thì ấy cắt luôn ta. Bán thật chứ. Thế lại phải mở thêm quán bán cái mật gấu. Có đứa trẻ lên trong nhà có điều kiện muốn ăn cái điện thoại. Bớt bớt cho ông cái rẻ đằng sau. Này gì? Đấy, đấy. Một cái nữa, một cái nữa. Đây hai cái. Ồ. Đi về ngủ thôi em ạ, cần chờ. Đây đây đây. Lấy tiếp về. Bây giờ là làm lòng. Về quy trình là mổ con bò nó na ná mổ con gà. Ba chỉ nữa mới lại hai cân gì để củi. Làm gì có ba chỉ nữa mà đòi. Tầm mấy giờ mổ? Giờ này có ba chỉ em lấy. Này. Ok. Kiếm đừng tưởng mình ông Đông biết mổ bò. Cầm sáng mà để cho anh ba cân. Sáng tôi không biết, tôi ra tôi cầm dao cắt luôn. Ngớp nhà tôi vào lúc mà chúng ta còn chẳng chi. Ông Đông ơi. Ngửi thấy cái mùi này đi luôn. Sợ. Ăn bò lắm mà. Bỏ người cái vỡ bò. Đấy là thân hiểu. Đấy. Bổ giữa là bành nhà thành hai cánh. Ông Ngọc mới mới mổ ở nhà đấy, ông Ngọc vào lấy thì ấy ta lấy thì nấu lợn mấy hôm mà ai à. Hỏng cái ruộng, nếu ăn được rồi, được vụn thứ hai là bỏ rồi. Xong về cái nấu này nó dính nhất vào nồi phải ghê. Ừ, phải chết chết ruộng. Tao phải vụn vàng đun lạnh nó nóng, chuyển lên mới là đổ ra. Cái này nấu nó dính vào nồi đổ vào nào. Nguội cái lại dính rồi. Dính chẳng cứ ăn mồm luôn, dính nó chớp ngắp. Thấy rồi, đi. Bây giờ mổ. Đang mổ trâu đấy, đang bò trên cây bốn. Một con bò, một con trâu bé bé sao? Hai con, một con bò, một con trâu. Chiều nay thấy buộc mỡ bò này về ấy ăn đun thật ấy là không cho vào rồi. Đi được mà. Cái biết nó song song chưa nhỉ? Alo, không chờ tôi thì làm thế nào tôi về được? Còn dài còn rộng thời gian nào mà anh chị muộn quá đấy. Thế rồi chú không nhanh còn mà còn có thêm đứa thứ ba đây này. Cố đẻ lấy đứa nữa đây này.
trong trường này mà lâu la ghê nhỉ. Đúng rồi, lâu nhất. Kỹ thuật nhất là cái này. Xương rồi. Lấy được mấy chăng của nó có phải dễ đâu. Không phải đến chè xong là về nữa. Ngon thế thì bọn nó làm hết à. Mổ lợn thì nhanh hơn. Nãy giờ xong hai con rồi. Ăn dày hơn đấy. Làm 700 rồi. Ăn dày hơn con bò. Nhân con bò nhà. Này bao tiền hả ông Đông? Nếu công mổ của ông ấy 700 à? Hai người à? Một người thế. Ông Mai thì có 50 thôi. Khổ nhất là tay giữ một chế không lấy được. Mai đi sợ đồng thuê mới đâu vừa được một tiền. Con phải giả tiền thao học. Ông Đông mổ lợn ở đâu mà đi vào trong một chân. Tao toàn mổ đấy mà. Có mổ được chân nhỉ. Có mỗi cái xóm quan bây giờ nó mới có tiền mà. Không ăn quay. Cứ rút xương sườn bò. Nó lại. Đấy, kỹ thuật rút xương sườn bò đây. Ngồi chờ mổ bò từ đầu đến cuối mà bực hết cả mình các bạn ạ. Vì sao biết không? Vì chủ nhà nó nhận thịt hết với người ta rồi. Và nó bảo là bây giờ chỉ còn thịt sườn, đầu, đuôi, thịt béo nhẹo. Nói chung là thịt A, thịt mà ngon ấy, mình muốn mua ấy. Thế nó là hết bố nó rồi. Thôi mai lại phải ra siêu thị vậy. Bây giờ thì mình sẽ mua tạm một cái đầu, một cái đuôi về ăn tạm nhá. Đấy, đây là lòng non này. Đây. 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 Đây, đập loại đầu xương nha, thì tút ra là nổi. Ê là thịt mẹ nó trò hết. Ngon lành luôn. Đấy, thế là rút xương. Ôi xoài ơi. Thế xong tí nữa để đoạn cuối gắn vào xương nè, cho vào ướp xong nướng BBQ. Khổng long nhai răng ở đấy rồi. Như tây. Như khổng long thì thật. Đấy, ngon lành không? Gấu về mày đè con gà ra cũng rút thử kiểu này. Úi giời ơi. Học dần xong bắt đầu đến rút chó. Rút chó này sang thì thích. Xong rút thế nào thấy nó quay trực tiếp là nó đang rút xương chuyển chó. Xong rồi rút lợn xong cũng rút trâu bò. Lâu đoạn đầu đến đoạn này là nhìn ngon ăn nào. Thôi chào tạm biệt mọi người nhá. Đây. Nhớ like, subscribe và chia sẻ video giúp mình nhá. Thank you.